Xin chào các bạn nhé. Wow, đầu tiên là một khẩu súng nước các bạn ơi. Khẩu súng nước này màu xanh lá cây. Wow, trên đây có ghi chữ là Super Shotter này các bạn này. Bình chiến lược màu vàng nhé các bạn nha. Chiếu một đầu phun nước thôi, bắn rất là êm và nhẹ nhàng các bạn nhé. Tiếp theo đó là một khẩu súng bắn đạn xốp các bạn ơi. Nhìn đẹp chưa, có ống kính này, bằng kính luôn các bạn ạ. Wow, Jungle Fire. Wow, Electric Shock đã chất rồi các bạn ạ. Ok, tiếp đến đó là một khẩu súng AK của Superman người nhẹ các bạn ơi. Wow, AK này màu xanh kết hợp với màu đỏ này. Wow, có cả tiếng bắn súng luôn các bạn ơi. Wow, AK vẫn bảo chịu chưa. Ok, tiếp đến là một quả khẩu súng nước các bạn ơi, của Ultraman màu bạc kết hợp với màu đỏ bình chiến lược các bạn nhé. Bình chiến lược này màu đỏ này bắn rất là nhẹ nhàng nhé, rất thích. Wow, một đầu phun thôi. Ok, tiếp đến đó là một thanh kiếm của người Viking các bạn này. Thanh kiếm này tay cầm là có hình đầu lâu hình con trâu các bạn ơi. Yeah, ok, tiếp theo đó là một Ultraman. Wow, cái đầu như đầu cá mập luôn. Hồ, có quả cầu này, có ánh sáng ở đây nhé các bạn nhé, khi lắp pin vào đây, ở đằng sau có lắp pin này. Ok, tiếp đến đó là một khẩu súng nước màu đỏ kết hợp với bình chứa nước màu vàng các bạn nhé, Super Water Gun. Ok, wow, một thanh kiếm Viking. Wow, tay cầm màu đỏ luôn này. Wow, lưỡi kiếm màu trắng và có điểm nhấn là màu xanh ở giữa các bạn nhé. Wow, nhìn rất là xịn sò. Ok, wow, một khẩu súng bắn tỉa các bạn ơi, màu giản dị nhé các bạn nhé, màu xanh này. Mini luôn các bạn ạ. Ok, tiếp đến đó là một khẩu súng lục. Wow, ba nòng luôn các bạn ơi. Nè, ba nòng này bắn rất êm và nhẹ nha. Quả này bắn đạn hit các bạn ạ. Ok, cuối cùng đó là một khẩu súng của anh người sắt Iron Man các bạn ơi. Khẩu súng này dài chưa? Dài, rất là dài nha, và to nha, cầm rất là đầm tay và chắc nha. Ok, video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn nha.